Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Đại Ngưu và Nhị Ngưu đã bị nhóm người cường giả của Vũ Hồn Đế Quốc bao vây. Cụ thể, trên trận có 6 đại cường giả, kỹ năng ẩn thân tùy có thể qua mắt đám người Bì Đồng, vậy nhưng không thể nào cứu đi Đại Minh và Nhị Minh trước mặt bọn họ. Lúc này, cả hai đã bị Bì Đồng khóa chặt tinh thần lực, chỉ cần buông lòng một chút, bọn họ sẽ lập tức nhận lấy công kích chí mạng, muốn tự sát cũng không được. Đường Tam muốn trước tiên dùng từ cực thần quang chặt đứt tinh thần lực của Bì Đồng, giải trừ uy hiếp trên người Đại Minh và Nhị Minh, sau đó lại dùng hai thần chi quang kiềm chế 5 cường giả khác. Chỉ là thời gian rất ngắn, đúng lúc đó Tiểu Vũ sẽ tranh thủ đưa Đại Minh và Nhị Minh chạy trốn, hắn sẽ bộc khẩu. Hắn nắm chắc dựa vào làm ngần lĩnh vực của nhỡ Bì Đồng để bọn họ không phát hiện vị trí của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cảm thấy để một mình Đường Tam bộc khẩu quá nguy hiểm, vậy nhưng hắn lại tiếp tục trấn an. Bì Đồng sau thời gian dài quan sát cuối cùng cũng động thủ, nàng lập tức lao lên tấn công. Đường Tam lúc này cũng không ngồi yên nữa, hắn sử dụng từ cực thần quang công kích về phía Bì Đồng, đồng thời chặt đứt tinh thần lực của nàng trên hai người đại thần thú. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nghe vậy liền đồng thời lao lên không trung, rồi sử dụng kỹ năng dung hợp kỹ lưỡng cực. Đường Tam nhất quyết không thể để cho bọn họ dung hợp kỹ nên nhanh chóng sử dụng ra hải thần chi quang ngăn cản. Cúc Đấu La bị đánh rơi xuống đất, còn Quỷ Đấu La vì có vũ hồn đặc thù nên bị thiêu đốt. Các cường giả khác thế vệ bắt đầu động thần, mà hai đại hồn thú cũng lập tức sử dụng chỉ hoãn lĩnh vực và trọng lực khống chế lĩnh vực nghiền ép Bì Đồng. Trong lúc cả đám đang bị giữ lại một chỗ thì Quỷ Đấu La lại hoảng hốt bỏ chạy. Lý do là đang bị Đường Tam nhắm tới, hắn là muốn giết chết lão quỷ để báo thù cho Tần Học Trưởng. Biết chạy không thoát, hắn liền chủ động tấn công Đường Tam vậy nhưng vô dụng, sau đó còn bị Đường Tam dùng hai thần tam sáu kích xiên cho nát người. Cúc Đấu La chứng kiến cảnh tượng này liền đau buồn rơi nước mắt. Hai người bọn họ đã đồng hành cùng nhau mấy chục năm, bây giờ một người bị giết, bỏ sau người còn lại không thương tiếc. Có thể nói rằng, kế hoạch của Bì Đồng đã gần đạt được thành công thì bị Đường Tam phá hỏng. Sau khi chém giết xong Quỷ Đấu La, hắn liền sử dụng hãn hải càn khôn cháo bao bọc lấy hai người Nhị Minh và Đại Minh, giúp bọn họ ẩn giấu đi khí tức. Trước đó, Bì Đồng cũng đã nhận được tin tức Đường Tam đột phá lên hồn Đấu La, cho nên bây giờ cũng không quá ngạc nhiên. Lúc này, kế hoạch xảy ra biến cố, nàng buộc phải sử dụng ra thực lực chân chính. Mục đích ngoài bắt giữ hai đại hồn thú còn muốn Đường Tam phải trả giá. Bì Đồng lấy ra sát thần lĩnh vực, thân thể lập tức thay đổi, phía sau lưng xuất hiện nhiều cái chân nhện. Bộ dạng bây giờ chẳng khác nào nửa người nửa thú, sau đó nàng lại sử dụng hồn kỹ thứ 7 và hồn kỹ thứ 3 triệu hoán ra nhiều nhện con. Những con nhện này sẽ lần theo mùi tìm ra bọn hắn. Lúc này Đường Tam đã mang theo hai đại hồn thú thoát khỏi vòng vây, chỉ có điều phía đằng sau lại không ngừng bị đám nhện con truy đuổi. Ánh sáng hải thần chính là khắc tinh của Mai Chu dùng khí tức tử vong triệu hoán ra. Vậy nhưng nếu như tấn công thì nó sẽ lập tức bại lộ vị trí, tuy nhiên hắn lại có thể gián tiếp sử dụng xâm la vạn tượng từ xa giết chết đám nhện con đang đuổi theo, đồng thời công kích luôn cả đám người Bì Đồng ngăn cách bọn họ khiến bọn họ không thể phán đoán được vị trí của hai đại thần thú. Tuy nhiên Bì Đồng lại cười lớn, chỉ cần gián đoạn lĩnh vực của Đường Tam liền có thể buộc bọn chúng cùng nhau hiện thần. Cách này có vẻ hiệu quả, chỉ dựa vào làm ngần lĩnh vực của hắn, quả nhiên không thể chống lại song lĩnh vực của Bì Đồng. Tuy hắn cũng có sát thần lĩnh vực, vậy nhưng kỹ năng này không thể ẩn tàng khí tức, cho nên Đường Tam lập tức yêu cầu Tiểu Vũ mau chóng dẫn Đại Minh và Nhị Minh rời đi. Đường Tam tiếp tục lấy ra thôn vệ kim ti hấp thu lấy hồn lực đám nhện con xung quanh, sau đó chậm rãi đẩy lùi sát thần lĩnh vực của Bì Đồng buộc đối phương phải sử dụng kỹ năng đầu cốt. Tuy chiêu này phải tiêu hao 1/3 tinh thần lực của nàng, vậy nhưng đối với bất kỳ loại kỹ năng mê huyễn nào bị chiếu rọi xuống đều sẽ mất đi hiệu lực. Đường Tam cũng biết điều này, hắn lập tức né tránh, một khi thân hình bị bại lộ, hắn sẽ bị đại cường giả vây công, tới lúc đó muốn chạy liền rất khó nên tuyệt đối không thể để cho lục quang của Bì Đồng quét chúng. Đáng tiếc là hắn cuối cùng vẫn bị chiếu vào người. Ngay lập tức, thân hình của Đường Tam liền bại lộ, hắn nhanh chóng sử dụng từ cực thần quang, hy vọng cắt đứt lục quang đang chiếu vào thân thể vậy nhưng không được. Sau khi đã phát hiện ra vị trí, Bì Đồng liền lao lên tấn công, Đường Tam cũng lập tức sử dụng hạo thiên truy phản kích. Đáng tiếc là thực lực của hắn lại thấp hơn đối thủ quá nhiều, nên rất nhanh đã bị thương, sau đó liên tục ăn hành ngập mồm, kể cả khi lấy ra hai thần tam so kích thì cũng bị đánh rơi xuống đất. Hắn nhận định, sức mạnh tà ác mà Bì Đồng tỏa ra so với lúc cụ cố hóa thành sát lục chi vương còn mạnh hơn. Trước mắt, kinh mạch của hắn đã bị thương, sức mạnh cũng sắp cạn kiệt. Cứ tiếp tục, trong mấy chốc hắn sẽ phải xuống đất mẹ. Về phía Bì Đồng, nếu như không phải có phần hồn lực trước mắt còn chưa dám sử dụng, nàng há lại bị ánh sáng của thần khí này khắc chế, cho nên nàng lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người lao lên tấn công. Vài chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời mọi người đón xem nhé! Video của mình tới đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại mọi người vào lần sau!